Và bản tin tiếp theo cho biết là ông Joe Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump 6 điểm tại bang Florida. Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận công bố vào ngày 6 tây tháng 4, cựu Phó Tổng thống Joe Biden tạm dẫn trước 6 điểm so với Tổng thống Donald Trump ở Florida. Kết quả cuộc thăm dò do Đại học North Florida tiến hành cho thấy ứng cử viên Biden nhận được sự ủng hộ của 46% cử tri đã đăng ký tại bang Florida, trong khi ông Trump được 40% cử tri ủng hộ. Ông Michael Binder, giám đốc của Phòng Nghiên cứu Ý kiến Công chúng của Đại học Bắc Florida cho rằng, nên thận trọng với sự dẫn trước của ứng cử viên Biden. Kết quả khảo sát mới dựa trên phản hồi từ 3.244 cử tri đã đăng ký đi bầu tại Florida, thay vì các cử tri có khả năng đi bầu, khiến cho việc so sánh với dữ liệu bầu cử trong quá khứ trở nên khó khăn. Chuyên gia Binder đồng thời lưu ý, chiến dịch tranh cử năm 2020 đang bị đình trệ bởi đại dịch COVID-19, khi các ứng cử viên đã ngừng những sự kiện trực tiếp và phần lớn tạm dừng kế hoạch đi vận động tranh cử của mình. Với 29 phiếu đại cử tri và lịch sử kết quả bầu cử không thể đoán trước, Florida được coi là chiến trường lớn nhất trong cuộc đua giành ghế tổng thống vào năm 2020. Cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã đổ một khoản tiền khổng lồ vào Florida trong nỗ lực giành lợi thế ở bang thuộc Đông Nam của nước Mỹ. Tổng thống Trump, người sở hữu nhiều tài sản ở Florida và dành một lượng thời gian đáng kể ở đây, cũng đã tuyên bố tình trạng cư trú của mình tại bang này vào năm ngoái. Đại học North Florida tiến hành cuộc thăm dò dư luận lần này qua email từ ngày 31 tây tháng 3 đến ngày 4 tây tháng 4 với biên độ sai số cộng trừ hoặc trừ 1,7 điểm phần trăm.